Chào các bác, đây là cái chia sẻ một cái phần trải nghiệm và phần hiểu biết với mức độ của cá nhân mình. Thì hiện nay là các bác và một số bà con là đang có xu hướng nuôi cái con giống đà điểu. Thì qua một số khách hàng đã mua con giống ở bên chúng tôi thì cũng đã có được những cái vấn đề nó thường xảy ra. Đấy, thứ nhất là một số cái lưu ý mà mình chia sẻ video này với bà con chăn nuôi đà điểu lúc còn úm nhỏ, giai đoạn dưới 10 kg. Thứ nhất, một là giữ an toàn cho hai đôi chân của chúng. Thì thường là các bạn làm nền chuồng là phải phẳng và nhớ là giải cát, không được giải chấu hay là giải rơm nhé. Thì cái có thể là giải thảm, như kiểu là mình giải thảm ở cái tấm thảm giải nhà hoặc là trên cái sàn ô tô ấy, hoặc là liệm cao su, nên là làm sao đấy mà con đà điểu nó không bị hại cái móng của nó. Liền chuồng thì không có những cái hố sâu, không có những cái gốc cây hoặc là những cái đá hốc cột, không có để làm cho nó hoảng loạn, nó chạy, nó hụt hẫng và nó hỏng mất cái khớp chân. Đặc biệt là ở gần đó thì không có những âm thanh làm cho chúng giật mình, ví dụ như là còi ô tô hay là tiếng chó sủa, rồi những sự động đậy nó bất thình lình làm cho hoảng loạn, chạy chật sự, chạy khớp. Lúc nhỏ thì các bạn nên mật độ cũng không cần thiết lắm, có thể là một vài mét vuông cho một vài con. Đấy, và các bạn nuôi lớn thì các bạn cơi nới dần và để cho nó có sân chơi. Đấy, cái vấn đề thứ nhất là giữ an toàn đôi chân. Vấn đề thứ hai là giữ an toàn cho cái bộ đường tiêu hóa, hay là cái ruột và cái dạ dày của chúng. Thì thường là có thể là nó bị ăn phải một số những cái mảnh sắc nhọn, như đá quậy, rồi những cái bao via gạch, rồi những cái que củi xốp hay là giấy bóng ni lông, rồi những cái vật liệu mà nó có thể là nó không ngây ngô, nó nhặt, nó ăn và nó nằm ở trong cái đường 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 nội tạng của chúng, và chúng sẽ bị đau và dẫn đến tử vong, hoặc nếu nó sẽ gì nằm im ở trong đó và nó làm cho con đà điểu sẽ chậm lớn. Thì các bạn lưu ý những cái thứ linh tinh ở trong khu vực nó, trong giai đoạn nuôi các bạn phải làm sạch sẽ và không rơi vãi. Cái thứ ba là các bạn nên giữ nhiệt độ, lúc nó nhỏ thì cái giai đoạn là nó ông tổ nó là ở sa mạc, thì các bạn nên nhớ là cái nhiệt độ nó có thể chịu đựng 27 đến 33 độ. Thì cái giai đoạn này các bạn thường là dưới 5 kg, thì các bạn nên cố gắng giữ nhiệt độ thật tốt, thắp thêm bóng úm điện, bóng sưởi của những úm gà, lền cát, làm sao lền cát và khát phải khô màu trắng. Và cần thiết nếu mà nuôi nhiều, các bạn phải làm thiết kế cái bếp than sưởi, than kíp tạo nhiệt. Nếu mà trên cái ba bề bốn bên là các bạn ấy quây bạt kín, kể cả làm trần, và chỉ để cho những cái hôm nó gió ẩm mưa rét thì các bạn quây kín và thắp điện, thắp than sưởi, bếp than sưởi. Còn nếu như nhiệt độ cho phép thì các bạn nên để tạo độ thoáng. Thì các bạn nên cố gắng là làm sao cho chúng gì chúng cảm thấy thoáng đãng và ấm áp. Đấy, nó ưa cái mật độ thoáng và ưa nhiệt độ, nó không ưa rét đâu, không đưa ẩm ướt. Đấy, nắng ngấm thì các bạn nên mở cái cửa ra cho nó ra sân chơi, và mưa thì các bạn nên úm lại. Và đây là những con vật là nó rất là thân thiện thôi. Thì với cái trang của bên mình thì cung cấp cơ chế là sẽ đóng những cái con giống dao động từ 1,5 cân đến 3,5 cân là vào những cái thùng xốp và chuyển về văn phòng Mỹ Đình và chuyển cho các đối tượng khách hàng là mua một vài con. Đấy, thì các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ và hướng dẫn đồng hành với các bạn để các bạn nuôi thử, hoặc là nuôi chơi, hoặc là nuôi kinh tế. Đấy, thì mọi đây cũng chỉ là những cái chia sẻ nó chưa thực sự đầy đủ, thì mình hy vọng rằng các bạn cứ bắt tay vào nuôi và mong các bạn là có lãi, có thành công. Còn những cái vấn đề các bạn cụ thể hơn, các bạn có thể gọi điện để được tư vấn. Đó.
Thì trên đây thì thực ra là cũng một số cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ cùng với bà con chăn nuôi. Ngoài ra thì cái vấn đề thứ tư là cái bệnh đi ỉa. Đi ỉa thì có thể là do ăn cái rau mà các bạn thái ra là các bạn để lẫn với cám và để nó lên men bị chua. Đấy. Hoặc là ăn dính phải cám mốc, uống dính cái nước nó chua, nó bẩn. Nước nó lẫn với cát, lẫn với phân và ướt át. Cám nó bị ẩm do chất lượng cám hoặc là do cái mật độ mà nó quá đông. Các bạn nên nhớ là cái mật độ nó quá đông nó sẽ dẫm vào nhau gây tổn thương cái khuỷu chân hoặc là làm cho ô nhiễm và làm nó lạnh bụng đi ỉa. Nhiệt độ thiếu thì nó cũng tạo ra cái sự ẩm ướt và lạnh bụng. Cái quan điểm là mình khuyến khích các bạn là phòng phòng ngừa là còn hơn hơn là chữa trị. Đó. Và nếu mà nó bị rồi thì các bạn hình dung cho nó là hàng 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 lông vũ, hàng da cầm thì các bạn dùng những cái thuốc đặc trị, thuốc tốt chữa như những cái con da cầm khác và chữa đúng liều lượng cần thiết là các bạn phải bón hoặc là các bạn phải cho uống phòng. Đó là những cái tư duy về thú y. Ngoài ra cái vấn đề thứ năm thì các bạn có thể là con đà điểu nó sẽ bị liệt. Bị liệt ở đây có một vài lý do là thứ nhất là cái lượng các bạn cho ăn cám, uống nước nhiều, bổ sung vitamin, nó béo nó tốt. Thì nhưng mà cái chân, cái cơ xương phát triển của nó chưa kịp thì nó sẽ gì nặng bấy như kiểu cua bấy, nó sẽ không vận động được và nó đang ngồi thụt xuống, lâu ngày nó sinh ra bị bấy và bị béo phì và bị liệt. Thì thường cái phương án này các bạn nên cho uống thêm vitamin canxi và cho vận động tập luyện ở cái không gian tốt và cho lớn một cách từ từ. Lúc nó bé nó ăn nó không biết gì nó cứ ăn và nó cứ lớn, nhiều khi là người lớn hơn chân. Đó. Thì các bạn nên quan tâm đến cái sự cân đối giữa cái trọng thể và cái đôi chân của nó. Đấy, hoặc là do nó có thể là hoảng loạn nó bị vấp ngã, nó hụt hẫng, nó bị chạch cái khớp hoặc là do nó bị ốm yếu, nó gầy còm, lạnh và nó gì suy nhược và nó bị liệt. Thì quan điểm ở đây là chia sẻ thôi. Các anh em nào biết rồi thì cũng không nên ném đá ném gạch, mà anh em nào chưa biết có thể tham khảo. Ở phương châm thì là mong bà con là chăn nuôi là có lãi và có thành công cho cuộc sống, bởi vì chúng tôi cũng xuất phát từ những người nông dân. Chăn nuôi là đầu tiên là theo quan điểm của chúng tôi là phải chịu khó, phải để ý từng ngày từng giờ từng phút, và quan điểm là phòng ngừa là hơn chữa trị. Mọi vấn đề chi tiết hơn thì các bạn có thể là vui lòng liên hệ cho bên chúng tôi là 0163 530 5982. Duy nhất là cái con chim cu gáy và con chim đà điểu là về cái chuyên môn, thì chúng tôi cũng phần nào tư vấn được thêm cho các bạn. Cuối video chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn và các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới nhất của chúng tôi. Thân ái, chào tạm biệt. Và xin giới thiệu sơ bộ về cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy. Và cái số điện thoại là 0163 530 5982. Phương châm là cung cấp con giống tốt cho các bạn và đồng hành cùng các bạn trong những đợt tới. Về cái con giống Đà Điểu thì nó cũng cái đầu ra của nó tương đối rộng mở hơn là con lợn và con gà. Tất nhiên là cái con giống của nó thì đầu tư ban đầu là nó cũng là 1 đến 2 triệu, nó cũng là tương đối đối với bà con nông dân. Thì các bạn có thể tận dụng cái nền chuồng lợn hoặc chuồng gà và các bạn quay sang nuôi con đà điểu. Cái giá xuất bán thì nó dao động từ 80.000 đến 90.000 một ký kg hơi. Và nó có thể là trong vòng khoảng 8 9 tháng đến 10 tháng đấy là các bạn có thể xuất bán được. Nó dao động từ 100 kg trên dưới. Và như vậy thì các bạn tính đến 9 đến 10 triệu là một con, và các bạn đồng vốn các bạn bỏ ra khoảng gần 2 triệu. Và các bạn nếu như có cái lượng cỏ voi, do cây chuối, những cái rau mềm các bạn tận dụng, hoặc là những cái sản phẩm ngũ cốc tại quê hương các bạn tận dụng thì người nuôi thì nó cũng sẽ là có lãi và nó có thường theo một cái thống kê thì nó cũng lãi dao động từ 2 đến 5 triệu một con. Nếu như các bạn tự bán được tận gốc thì các bạn sẽ lãi nhiều hơn. Còn các bạn nuôi theo kiểu thương phẩm, đến ngày xuất bán các bạn gọi cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ
tính cái tiền vận chuyển là chúng tôi mua với cái giá cả thị trường. Đó là các bạn nên lưu ý là như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn hãy đăng ký kênh và chúc các bạn có được cái nguồn chăn nuôi có thu nhập cho cuộc sống.